À, dạ, xin phép kính chào chị ạ. À, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2021. Thưa anh chị, hôm nay anh em đi rừng về được một số các mặt hàng của lan rừng của khu vực rừng Tu Mơ Rông của anh chị. Thì hôm nay bao gồm có các mặt hàng như sau ạ. Tụi em cũng xin phép giới thiệu sơ lược từng loại trước, và sau này tôi sẽ mô tả kỹ từng loại sau để anh chị sưu tầm ủng hộ ạ. Đầu tiên là cái gói combo cũng khá là nhiều loại của anh chị. Đầu tiên là kim hoàng thảo tam bảo sắc này, ngọc thạch này, hai cây cẩm báo và một số cái loại khác này chị, tôi bán có giá 170.000. Cái con ba này khá là nhiều loại được của chị sưu tầm này. Tiếp theo cái vanda của chị, vanda cái phần loại ngọn của chị tôi em bán riêng, phần này tôi em bán có giá 50.000. Phần này rất là nhiều của anh chị. Tiếp theo cái vanda cái hàng mà không bị lòi ngọn ạ, tụi em bán với giá 100.000 1 kg. Cái hàng vanda này, vanda nâu của chị, loại này thì hoa rất là bền, và đặc biệt cái dòng này hoa cực kỳ thơm luôn. Thì tụi em cũng đã tương ứng với các cái phần, ví dụ như cái kích cỡ cây lớn này, cây trung bình, cây cây nó trên kích cỡ như thế này, để con chị có nhu cầu thì mua loại nào thì nói em là em tầm chọn con chị. Vanda dòng này tụi em đã cắt tỉa rất là gọn rồi con chị, cho nên rất là lợi ký với con chị. Thế là cái loại giáng hương của chị, giáng hương đây mạch kho chỗ em nha, nó cụ thể như thế này. Mạch kho cái dòng này thì hoa rất là dài của chị, và hoa nó xếp rất là dày nữa, kích cỡ hoa nó cũng tương đối nó to nữa của chị. Loại này rất là thơm và hoa thì rất là bền, hoa rất là thơm của chị, rất là dở trong ạ. Bền thì cũng chưa hẳn đó của chị. Thì cái phần này hôm nay thì kích cỡ cây nó cũng tương đối của chị, thì tụi em cũng bán theo kg. Thưa chị, tụi em cái loại này tụi em bán từ 2 kg chị, 2 kg với giá là 200.000. Nếu anh chị mua 1 kg thì có thể gộp đơn với các loại khác, bởi vì thực ra tụi em bán 1 kg thì 100.000 thì nó không có đủ công đúng hàng của anh chị. Thì cái giáng hương này, giáng hương phần này là kích cỡ cây nó lớn này. Và cái phần giáng hương thì cái này kích cỡ cây nó nhỏ, nó hàng hàng giống này. Tụi em sẽ để lọc ra để cô chị giờ mua giờ chọn. Thì cái phần này cũng tầm 2 kg, tụi em bán với giá là 200.000. Phần này thì con chị nếu có cái cây nào đó đang sống thì hoặc là một cái cây gỗ lũa thì mua về cái phần này 200.000 thôi. Con chị ghép được một chậu rất là nhiều phần giáng hương. Nói chung cái hàng này cũng không bị lỗi con chị, lỗi thì hôm qua tụi em cũng bán 5 kg rồi. Tiếp theo cái phần tụi chị cái này thì cái dòng không biết cái dòng gì mà cái lá nó tím và nó xếp xếp vừa giống như cái loại hoa tím anh chị. Hoa thì mà kho thì tụi em thấy nó cũng tương tương tự như cái giáng hương thôi. Tuy nhiên thì nó cũng hơi hơi giống nhạn. Có lẽ thì cái này cũng thuộc cái họ giáng hương thôi con chị. Cái giáng hương lá tím bằng lá xếp rục, bằng lá dày của anh chị xếp rục ạ. Hôm nay cũng có các phần cũng khá là đẹp của anh chị. Tiếp theo cái hôm nay bao gồm có cái hoàn thảo tám màu sắc con chị. Cái dòng này thì hoa thì cũng quá đẹp luôn rồi, hoa sai hoa và hoa cực kỳ đẹp luôn. Thì hôm nay tụi em cũng chia ra các phần tầm cỡ 80.000 con chị. Tụi em cũng chia ra các phần dài ra dài, ngắn là ngắn, để con chị nếu mà có nhu cầu nào chọn cho nó phù hợp. Tiếp theo cái có một phần đại bạch hạc duy nhất thôi, tụi em bán với giá là 70.000 con chị. Đại bạch hạc này mua về có thể là ghép được 2 chậu con chị. Tiếp theo cái hôm nay có cái kiều cam mở gà của chị. Cái dòng này thân nó vuông, tuy nhiên thì vuông nó không có sắc cạnh của chị. Thì hôm nay thì có một phần cây dài của chị, kích cỡ nó tầm cỡ 70-80 cm lận. Một phần này tương đương với 2 kg, tụi em tương đương thôi con chị, em nghĩ là tầm cỡ 1,8-1,9 kg thôi. Tụi em bán với giá là 320.000 nguyên nguyên một phần cây lớn này. Tiếp theo cái phần các phần kiều cam kích cỡ cây nó tầm cỡ 40 cm của chị. Đây nó cũng có một số phần cái kiều cánh tua, cái dòng này là hoa màu vàng cánh tua của anh chị. Cái loại dòng này nó khác với hoàng thảo mọi tua của anh chị, nó khác hẳn luôn ạ. Có một phần tóc tiên này tụi em bán giá 8.000. Có một phần long nhãn, một phần long nhãn cũng khá nhiều, tụi em bán 60.000. Kiếm kiếm này là kiếm trung, tụi em bán có 50.000. Thế và cái phần cái này là trắng thu của anh chị, trắng thu cái dòng này hoa nó chỉ thiên,
và hoa màu tím của chị, hoa tím rất là đẹp. Thì gồm có 4 phần thôi, 1, 2, 3, 4, 5 phần của chị, 3 phần lớn và 2 cái phần kích cỡ nó nhỏ hơn. Tiếp theo cái bạch hồ hòn, hôm nay thì kích cỡ giờ nó sẽ to hơn một hơn của chị. Một phần này tụi em bán với giá 8.000 thôi, 8.000 được con chị sẽ tham khảo lựa chọn. Rồi 4 phần bạch hồ hòn. Tiếp theo cái một cái phần hoàn tạo hắc mai của chị, tụi em bán với giá 8.000 luôn. Phần này nguyên về này, 8.000 hoàn tạo hắc mai ạ. Cái hôm nay thì có một cái phần trúc hoặc bà của Tumurong. Thì trúc bà của Tumurong nói chung cái dòng này nó cũng tương đối nó quý hiếm rồi con chị, nó ít rồi. Anh em mà đi khai thác thường xuyên tuy nhiên thì lâu lâu thì mới gặp thôi. Một phần này tụi em bán với giá 150.000, gồm có mấy giờ được con chị? 1 giờ này, 2 3 4 giờ. 150.000. Thế là cái trúc mành của vùng Tumurong. Cái trúc mành Tumurong con chị. Cái đốt nó to hơn trúc mành ở ngoài Tây Bắc. Mà một phần này tụi em bán với giá là 80.000. Phần này của anh chị, của anh chị sưu tầm cái hai cái dòng này thôi. Thực ra cái trúc mành thì nó cũng tương đối nó khó trồng, khó thuần của anh chị. Thì cô chị liên hệ đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp đến cho em đến đầu số là 0973 821 799. Thì cô chị xem và lựa chọn thật kỹ các cái mặt hàng và hàng đến thì cô chị kiểm tra hàng trước khi nhận của chị, nhận và cô chị thanh toán cái tiền hàng và cái tiền phí ship cho nhân viên bưu điện ạ. Thì cái phí ship tụi em cũng làm cái mức giá, cố gắng là mức giá rất là hợp lý của chị, tầm cỡ 35.000 đơn hàng thôi. Con chị mua nhiều hơn thì lên tầm cỡ 40.000 đơn hàng. Thì cái cước phí này thì theo em nghĩ thì nó cũng tiệm cận với thằng GPT và đôi khi nó còn rẻ hơn cả Viettel nữa của chị. Thật ra cái những cái cước phí này thì con chị đôi khi gọi xe thì nó sẽ đắt hơn gấp 2 lần bên bưu điện nữa. Đầu tiên thì tụi em giới thiệu cái đại bạch hạc. Một phần duy nhất thôi, tụi em bán giá là 70.000 của chị. Gồm có 1 dê này, 2 dê này, 3 dê này, 4 dê này, 5 dê này. Thưa con chị, thế này nói chung là cái loại này thì tụi em cũng xin phép nói rõ cho con chị. Thì cái đại bạch hạc nhưng mà mấy hôm tụi em bán thì thân nó to mập hơn của chị và nó lùn nó ngắn hơn. Tuy nhiên thì không hiểu vì sao là nói chung là do khu vực rừng hay là không biết là khác loại hay không. Tuy nhiên thì tụi em cũng thấy cái dòng này các cái đặc điểm về thân và lá nó rất là giống với đại bạch hạc của chị. Cũng cái dòng này cũng có thể là gen con tôm cũng có của chị. Thì cái phần này tụi em bán giá 70.000. Thì 70.000 thật ra nói chung là cái mức giá này tụi em cũng không có bán tầm bậy của chị, chỉ 70.000 thôi mà. Thì cái phần đại bạch hạc tụi em bán với giá là 70.000. Thế là cái phần hòn tháo tam màu sắc của chị, tụi em cũng xin phép giới thiệu lại cái mặt kho như thế này của chị. Đây cái mặt kho như thế này. Mặt kho thì khá đẹp của chị. Cánh màu tím, gồm phớt tím này, và cái hai cái mắt là màu vàng. Lưỡi thì tím trắng. Thì hôm nay tụi em đã chia ra các cái phần thì với giá là 80.000 một phần hết. Và đặc biệt là các cái phần nó sẽ kích cỡ dài ngắn nó sẽ đều các cái phần. Phần nào nó kích cỡ nó tương đương chiều dài nó sẽ như nhau. Con chị sưu tầm. Thì các cái phần này thích hợp con chị chơi là sưu tầm ạ, chơi xâm xuê á. Thì mua những phần này thì được nhiều về, con chị về ghép nó sẽ lợi hơn. Phần số 1 này. Tụi em bán với giá là 80.000. Phần này thì con chị mua về có thể chia ra làm hai phần là con chị ghép con chị. Nó gồm có một phần ghép này. Thì phần số 2 là ghép này. Thì tụi em bán một phần thế này, tụi em bán với giá 80.000. Phần số 2 này cũng vậy, cũng giá 80.000 của chị. Số 1 và số 2 thì nó cũng tương đương thôi. Tụi em cũng cố gắng chia nó đều của con chị. 80.000. Phần số 3 này cũng với 80.000. Phần số 4 này cũng 80.000. Số 1 này, số 2, số 3, số 4 là cái phần kích cỡ đó con chị, ngắn. Nó ngắn tuy nhiên thì nó vẫn hoa bình thường hết con chị. Vẫn hoa bình thường hết. Vẫn nụ hoa bình thường hết con chị. 1 2 3 4 là cái hàng ngắn. Tiếp theo cái phần số 5 này. Phần số 5 kích cỡ thế này con chị. Tụi em cũng bán với giá 8.000 luôn. Một phần này. Dài thì chắc chắn là nó sẽ đương nhiên nó sẽ ít dài hơn. Phần số 5.
80.000 ạ. Tức là cái phòng số 6 này. À, tụi em cũng bán với giá 80.000, kích cỡ đây con chị. À, phần này con chị, 680.000. Tức là cái hoàn thảo tam màu sắc phần số 7. À, tụi em cũng bán 80.000. À, phần này. Hoàn thảo tam màu sắc phần số 8 này. Tụi em cũng bán với giá 80.000. Thì cũng thưa con chị, nói chung tụi em cũng xin phép chia sẻ cái vấn đề này con chị. Nói chung cái mặt hàng bên em thì con chị nhìn lá thì cũng đủ hiểu rằng là nói chung hàng rất tươi. Tuy nhiên cái dòng này thì lá mỏng chị vận chuyển có thể nó sẽ héo. À, ví dụ như nó héo tình trạng như thế này. Thì con chị chịu khó về lật ra giùm em ạ. À. Nói chung cái dòng này thì rất là khó tránh khỏi nó bị héo của chị. Bởi vì cái hàng lá mỏng. À, con chị mua bất kỳ ở đâu cũng vậy thôi. Đó. Phần số 8 với giá 80.000. À, thế là kia phần số 9 cũng với giá 80.000. Kích cỡ dài. À, phần số 9 kích cỡ cũng 80.000 luôn. Kích cỡ thế này con chị. À, phần này con chị kích cỡ này. À, số 10 này 80.000. À, số 11. Số 11 thì với 80.000 luôn, kích cỡ đây. À, mặt hoa thế này con chị. Dòng này khá là sai hoa ạ. À, số 11 80.000. À, phần số 12 đây. À, số 12 thì cũng với giá 80.000 của chị. Là số 12 đây ạ. À. Số 12 80.000. À, số 13. À, số 13 thì 80.000 kích cỡ đây. À, số 14 cùng với giá 80.000, hoàn thảo tam màu sắc ạ. À. À, tụi em cũng xin phép quay tổng lại con chị xem. À, phần số 1 này, 2 này, 3 này con chị, 4 này. À, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phần. 14 phần như thế này con chị. À, thế thôi cái kiều cam của chị. À, kiều cái dòng này kiều cam cái phần này như lúc nãy tụi em là mô tả thì kích cỡ thân rất là lớn. À, kích cỡ này con chị. Và chiều dài thì tầm cỡ 80 cm. Dòng này thì một phần này tương đương với 2 cây đô can của chị. Thì tụi em cũng giới thiệu cái phần này của chị gồm có một dây này. À, tiếp theo giờ số 2 này. À, giờ số 3 này. Tiếp theo giờ số 4 này con chị. Số 4. À, giờ số 5. À, giờ số 5. Thì đây về tổng thể thì nói chung con chị mua cái phần này về ghép một cái chậu khủng luôn con chị. Phần này tụi em bán giá 320.000. À, kiều cam mở gà. Thế cái kiều cam phần số 2 này. À, phần này kích cỡ thì tầm cỡ 4-50 cm. À, 140.000. À, gồm có một dề này. Thế giờ số 2 này. À, thế giờ số 3 này con chị. À, giờ số 4 này. À, 4 dề như thế này. À, thân thì khá là mập mạp con chị. Thân ạ. À, phần số 2 tụi em bán giá 140.000. Cái phần số 3. À, đây phần số 3 này, tụi em bán với giá là 130.000. À, gồm có một dề này. Tức là giờ số 2 này. Hai dề này con chị. À. Thân số 3 130.000. Tức là kiều cam phần số 4. Phần này tụi em bán với giá là 110.000 con chị. À, gồm có năm một dề này. Tức là giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 4 ạ. 4 giờ này, tụi em bán giá 110.000. À, kiều cam phần số 4. Tức là kiều cam phần số 5. À, 140.000, gồm cả 1 giờ này, 2 giờ này, 3. Tức là giờ số 4, giờ số 5, giờ số 6, giờ số 7, giờ số 8. Tức là giờ số 9, số 10 này, số 11 và số 12. 12 giây này tụi em bán với giá 140.000 của chị. À, kiều cam. Thì cái phân biệt giữa cái kiều cam và kiều vuông chị. Thì về đặc điểm về thân thì kiều vuông nó sẽ vuông sát cạnh. Và kiều cam nó sẽ vuông, tuy nhiên vuông nó không sát cạnh của chị. Và nếu mà nói về hoa thì hai cái loại này cùng cánh trắng hồng cam và hồng cam như nhau. Tuy nhiên thì xét về cái mức độ mà nở cái nở cánh á. Thì cái kiều vuông nó nở kiểu như chấm chiếm giống như quả chim quả chuông vậy con chị, quả chuông đó. Còn cái kiều cam thì nó sẽ bung hơn. À, cánh nó bung xòe hơn. À, phần số 6 này, phần này với giá 60.000. Nó gồm có một cây một dề này, hai dề này. Tiếp đến giờ số 3 này, giờ số 4 này, giờ số 5 này, giờ số 6 này, giờ số 7 này, giờ số 8 này. À, thôi chị phần này tụi em bán 60.000 con chị. Về có thể trồng một chậu nó mini con chị. Nó không có được nhiều lắm. À, như thế này thì con chị về trồng lên chậu nó mini được. À, thế theo
cái một phần tóc tiên kích cỡ cây này lớn không chị, tụi em bán với giá là 80.000, gồm cả là một cây này, tiếp theo cây số 2 này, cây số 2 cây đôi này, tiếp theo cây số 3 này, cây số 4 này, cây số 5 này, cây số 6 này, và cây nhỏ này nữa anh chị, hai cây nhỏ này, thì phần này kích cỡ đây, tụi em bán với 80.000 tóc tiên. Thế này có gì về trồng chậu nó cũng xum xôi lắm ạ. Cái kiều cánh tua thì cái dòng này hoa màu vàng của chị, phần số 1 này tụi em bán với 130.000, gồm này gồm có là một dề này của chị. Thế bây giờ số 2 này, số 3 này, 3 dề này khá là xum xôi ạ, 130.000 cái kiều cánh tua số 1. Cái kiều cánh tua phần số 2, phần này tụi em bán với 100.000, gồm có 1 dề này của chị. Tiếp theo giờ số 2 này ạ, giờ số 3 này, giờ số 4 này, giờ số 5 này, tiếp theo giờ số 6 này, giờ số 7 này, tên chị 7 giờ thế này, cũng khá là xung xuê anh chị, tụi em bán quá giá 100.000, phần tên chị phần này phần số 3 của anh chị, phần số 3 tụi em bán 100.000, số 2 á, em xin lỗi ạ, phần số 2 tụi em bán quá giá 100.000, tiếp cái kiều cánh tua phần số 3, cái phần này tụi em bán với giá là 120.000, phần số 3 120.000 ạ, gồm có 1 dề này. Thế giờ số 2 rồi anh chị, giờ số 3 này, giờ số 4, 4 dề này, tụi em bán với giá 120.000, kiều con tua số 3, 120 ạ. Kiều con tua phần số 4, phần số 4, số 5 thì tụi em bán hai phần này, mỗi phần 70.000 của chị, số 4, 70.000, vừa nhìn ra, một phần 70.000 thế này ạ, gồm có 1 dề này. Thế thôi giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 4, giờ số 5, giờ số 6, giờ số 7 này, 10 này, tầm 10, 11 giờ rồi đó anh chị, phần số 4, 70.000, kiều cánh tua phần số 5, phần này tụi em bán với giá 70.000 luôn, gồm có 1 giờ, 2 giờ này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, phần này cũng tầm cỡ 20 giờ của anh chị. Phần này tụi em bán giá 70.000. Thế các cái phần dẫn thu thì cái dòng này nói chung nó phân bố ở chỗ rừng thì tụi em nó tương đối nó ít của anh chị. Nói chung cũng có, tuy nhiên thì nó không có được số lượng nhiều. Thì cái dòng này thì con chị sưu tầm thì được, bởi vì thứ nhất là giá nó cũng, theo em thì nó cũng đắt của anh chị. Thứ hai nữa là thật sự nó quý hiếm, con chị sưu tầm thì nó rất hay. Đầu tiên là phần số 1 dáng thu này, tụi em bán cái dáng 130.000, gồm cả là một cây này, tiếp theo cây số 2 này con chị, số 2 này, tiếp theo cây số 3 này, cây số 3 này, tiếp theo cây số 4, thôi gì 4 cây thế này, gồm có một cây này, 2, 3 này, và cây số 4, 4 cây này tụi em bán cái dáng 130.000, phần dáng thu số 1, 130.000, thế và dáng thu phần số 2, phần này cũng 130.000. Phần này bao gồm có một cây đây anh chị. Tiếp theo cây số 2 đây anh chị. Cây số 3 này. Tiếp theo cây số 4. Bốn cây này anh chị. Kích cỡ thì cũng tương đối ạ. Kích cỡ thế này. Phần số 1 kích cỡ thế này. Hai phần của mỗi phần 130.000. Tiếp cái phần số 3 của dáng thu, phần này là 110.000. Gồm có 1 dề này. Thế bây giờ số 2 đây anh chị, giờ số 3 này, giờ số 3 là nguyên dê, một mẹ hai con anh chị, một mẹ này và hai con, hai dê này, ba dê thôi này, tụi em bán giá 130.000 kích cỡ đây anh chị. Tiếp cái trang thu phần số 4 và số 5 thì hai cái phần này kích cỡ cây nó nhỏ thôi, 90.000 một phần, một phần này anh chị, anh chị mua về làm giống thì được, gồm có một cây này. Thế thôi cây số 2 này anh chị, cái số 3 này, cái số 3 là nguyên dề này, hai ngọn, cái số 4, cái số 5 này, cái số 6 này, cái số 6, số 7 này, cái số 8, số 9, số 10 này. 10 giờ này tụi em bán giá là 90.000, số 5 thì cũng với giá 90.000 luôn, gồm có 1 dề ạ. Thế giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 3 thì một mẹ và hai con của chị, giờ số 4, giờ số 5, giờ số 6, 6 là cái đo, giờ mình nguyên giờ này, số 7 này, và
con này tụi em bán giá 90.000. Thế cái kiếm kim trung của anh chị, kiếm trung một phần duy nhất tụi em bán giá 50.000, con này nguyên về của anh chị. Cái hàng này là hàng kiếm lá mỏng ạ. Kiếm trung thì cái tên là tên khoa học của anh chị, kiếm trung luôn ạ. Thì tên khoa học là Cymbidium scoriae của anh chị. Cái dòng này một số nơi người ta gọi theo tên gọi được phương là kiếm hồng hoàng con tôm của anh chị. Tuy nhiên thì nói theo tên khoa học cho nó chính xác hơn. Đầu tiên là phần một phần duy nhất với giá 50.000 nguyên về. Cái dòng này thì lá mỏng của chị, thành ra vận chuyển thì đôi khi nó cũng sẽ héo tí của anh chị. Mặc dù thì hàng nhà em thì rất là tươi rồi. Tiếp theo cái hoàng thảo long nhãn, một phần duy nhất thôi với giá 60.000. Phần này gồm có 1 về, 2 về này. Tiếp theo về số 3, số 4, về số 5, về số 6 anh chị, số 7 này. 7 về, về số 8, về số 9, 9 và cái một cái về nó dài nữa. Phần này tụi em bán với giá 60.000. Tiếp theo cái 4 cái phần bạch hổ hoàng anh chị. Bạch hổ hoàng thì hôm nay thì cái đặc điểm là cái về nó thân nó khá mập mạp, thành ra nhìn thì nó có cảm giác như nó ít hơn mọi hôm. Một số mỗi phần là 80.000. Phần này của anh chị. Đây. Tụi em đeo cái tay để anh chị án so sánh cái kích cỡ và cái số lượng. Phần này của anh chị vừa trồng được giòn. Số 1 bạch hổ hoàng, tiếp theo cái bạch hổ hoàng phần số 2 này. Phần này tụi em bán với giá 80.000 luôn. Đây phần này, số 2 là 80.000. Số 3 này. Tụi em bán giá 80.000. Bạch hoàng phần số 4 tụi em bán với giá 80.000. Tiếp theo cái hoàng thảo hắc mao ạ. Cái dòng này cánh màu mờ ga và hoa nằm hậu màu đỏ, khá đẹp anh chị. Tuy nhiên thì cái loại này thì con chị trồng thì cũng có kinh nghiệm trồng thì hay sẽ tầm những loại này, bởi vì như những lần trước tụi em bán thì tụi em cũng nói là con chị nếu mà trồng được cái vạch đỏ thì cũng nên sưu tầm những cái dòng này, hoa cũng khá là đẹp ạ. 80.000. Tiếp cái trúc Phật Bà của Tumurong, cái dòng này nó hiếm con chị, thành ra tụi em nếu mà bán lỡ mày nó đắt thì con chị cũng hết sức chia sẻ, bởi vì thế này con chị, hàng rừng thì bữa nay nó cũng ít rồi, thì anh em họ đi khai thác thì chắc chắn thì người ta họ cũng đảm bảo cái công của người ta, thành ra người ta họ cân đối cái công mà người ta họ sẽ về họ bán cái mức giá nó sẽ khác nhau. Ví dụ như lo là dở trồng giờ kiếm và số lượng nhiều thì người ta sẽ tránh về đề xin mức giá hợp lý hơn cái loại quý hiếm. Phần này gồm có một dê này của anh chị, trúc bà của Tumurong, gồm có một dê này, thân tơ thì kích cỡ tầm 20 cm và cũng khá là nhiều thân già của anh chị, dê này cũng 5-6 năm ở trên rừng ạ. Tiếp theo cái trúc bà dê số 2 đây, dê số 2 một thân tơ này và hai thân già, các cái mầm con đây nữa của anh chị. Kích cỡ thân tơ tầm 15-18-19 cm gì đó. Dê số 3 này. Dê số 4. Dê số 4, một thân tơ này. Và một cái kỳ của thân tơ này. Thì phần này tụi em bán giá mua giá 150.000 ạ. Tiếp theo cái trúc mành của Tumurong luôn. Phần này tụi em bán giá 80.000. Anh chị sưu tầm thì được ạ. Phần này. Mùa này nó mới vừa lên mầm tơ luôn chị. Thật ra nhìn có cảm giác như cây nó ốm, không mập mạp giống như cái lúc mà là trước khi thời điểm ra hoa. Đây, tụi em cũng giới thiệu kỹ cái này của anh chị. Cái trúc mành của Tumurong thì cái đốt của anh chị nó to như cho nên là cái như lúc này tụi em đã mô tả thì nó mới vừa ra cái mầm to, thành ra cái đốt nó không quá to thôi. Ví dụ như cái đốt mùa trước thôi anh chị. Đây, những cái đốt mùa trước thôi, anh chị xem cái đốt. Phần là 80.000. Tiếp theo cái phần tụi em tạm gọi là giáng hương của anh chị. Bởi vì cái phần này thì cái cây nó tím của chị, nó đốm tím. Và đặc điểm là cái nó xếp vơ luôn và bằng lá rất là dày dặn. Hoa luôn chị, hoa này như lúc này tụi em đã mô tả thì nó rất là giống với hồng nhạn của chị. Nhưng mà chắc chắn là không phải đâu. Dòng này họ giáng hương của chị. Thì cái phần này tụi em bán giá 140.000 phần số 1. Phần này một phần thì con chị vừa ghép một chậu rất là sâm sơ con chị, gồm có một cây này. Nhìn thì nó rất là giống với quế tím của chị.
Tuy nhiên là không phải ạ. À, gồm có một cây này, tức là cây số 2 này, à, cây số 3 này, à, cây số 4, à, cây số 5 này, số 6, à, cây số 7 anh chị, à, cây số 8. À, mặc dù nó nhỏ thế này, tuy nhiên là cái vỏ hoa cũng khá là dài ạ, à, tầm cỡ hơn 20cm. À, tiếp theo này. À, à, phần này à, tụi em bán với giá là 140.000, à, khá là nhiều ạ. Tiếp theo phần số 2 này, à, tụi em bán với giá 140.000. Phần này gồm có một cây này, à, tiếp theo cây số 2 này, à, cây số 3 này, à, cây số 4 này. À, về hình thức thì nó xếp vơ luôn các chị, nó không có giống như các cái dòng giáng hương kia. Tuy nhiên không biết là tụi em cũng chưa chính xác là cái dòng gì, bởi vì giáng hương nên thật sự nó rất là nhiều loại trong đó. À, phần này tụi em bán với giá là 140.000 của chị. Hình thức cây rất là đẹp, xếp kiểu như giống như xếp quế luôn của chị. Phần này 140.000 phần số 2 này. À, phần số 1 vậy, nó hình thức nó xếp khá đẹp ạ. À, tiếp theo cái phần em đi phần số 3. À, phần này với giá 80.000. Số 3 80.000 gồm có một cây này, à, hai cây này, à, ba này, à, bốn này. À, đây cái vòi hoa đó anh chị. 3 4 cái vòi hoa luôn, mùa vừa rồi luôn ạ. À, 4 cây này, à, 5 cây ạ, à, 6 cây này, à, 7 cây này, à, 8 cây này, à, 9 cây này. À, 10 cây. 10 cây này tụi em bán với giá 80.000. À, phần số 3. Tiếp phần số 4 cũng dòng giáng hương là tím. À, 80.000 gồm có 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này. À, tiếp theo 4 cây ạ. À, 5 cây này, 6 cây này. À, tiếp theo 7 cây ạ, 8 cây này. À, 9, 10 này, 11 cây này, 12 cây ạ, 13 cây. À, phần này cũng quay ghép là chậu của anh chị. À, tiếp cái giáng hương là tím phần số 8, phần này 80.000 luôn. Gồm có 1 cây này, 2 ạ, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tiếp theo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cây. 25 cây tụi em bán với giá 80.000. Từ cái giáng hương là tím phần số 6, phần này tụi em bán với giá 80.000 luôn. Gồm có 1 cây, 2, 3, 4, 5, 6, tức là 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 9 cây rồi đấy con chị. Phần này số 6, tụi em bán giá 80.000. Tiếp cái giáng hương phần số 7, phần này tụi em bán giá 90.000, bao gồm cả 1 cây này. Tiếp theo cây số 2 này con chị, cây số 3 này. À, cây số 4. Tiếp theo cây số 5. À, cây số 6. À, cây số 7. À, cây số 8. Cây số 8 là như nguyên dề của anh chị. Cây số 8 nguyên dề. À, cây số 9. 9 cây này của anh chị tụi em bán với giá 90.000. À, số 7. Tiếp cái phần giáng hương phần số 8. Phần này thì đẹp của anh chị. Với số lượng nó cũng khá nhiều nữa. À, phần này tụi em bán với giá 220.000. Phần này tụi em sẽ làm rõ con chị, bởi vì phần này rất là đẹp con chị. Còn có một cây này, tiếp cây số 2 này, nó chủ yếu là xếp vơ thôi. Cây số 3 này. À, tiếp theo cây số 4 này con chị. À, cây số 5 này. À, tiếp theo cây số 6 này. À, rất ít loại lá. Cây số 7, cây số 8, cây số 9. Tiếp theo cây số 10 này, cây số 11, cây số 12, cây số 13, cây số 14, cây số 15, số 15 này, tiếp theo cây số 16, cây số 17, 77 con, cây số 18. Phần này tụi em bán với giá 220.000, phần số 8, 220.000. Phần này con chị mua về lăn chậu hay lăn gỗ lũa thì khá là chất lượng. À, tiếp theo cái phần giáng hương, cái phần này như lúc mà tụi em mô tả thì phần này tầm 2 kg con chị, hàng giống. Tụi em mua giá 200.000, 200.000 phần này. À, tiếp theo cái giáng hương phần
Số cái phần cũng tụi em bán theo ký này, tụi em bán 200.000 trên 2 ký. Nếu con chị mua một ký thì có thể gộp với các loại khác thì cho tụi em đu công đóng hàng của chị. Thực ra những cái dòng này tụi em đầu vào thì cũng 80 85.000 ký đấy, chưa có hao hụt và đóng thùng các thứ nữa con chị. Mua một ký thì tụi em cũng không có đủ công đóng hàng ạ. Tiếp theo cái Vanda này, Vanda nâu của chị, hoa thì cực kỳ thơm luôn rồi. Dòng này thì hoa thơm và rất là bền. Tụi em bán theo kg, 100.000 một kg, hàng đã cắt tỉa sạch sẽ rồi. Và bao quẻ ngọn của chị. Thì cái hàng lõi ngọn thì tụi em tính riêng ra. Phần này lõi nước lõi thế này, tụi em bán với giá là 50.000. 50.000 phần 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 Vanda lõi của chị. Thì tức là cái gói combo này. Combo thì 170.000. Thì bao gồm có cái loại thứ một là cam báo của chị. Cam báo một cây này. Thưa cái cam báo phần số 2 này. Cây số 2, hai cây này của chị trồng chậu thoải mái ạ. Tiếp theo cái loại lan nhện của chị, gồm có một cây nhện, hai cây lan nhện này. Hai cây này của chị sưu tầm thì được, bởi vì nó cũng ít quá. Tuy nhiên trồng hai cây này trồng một chậu thì cũng không đến nông nổi nào của chị. Tiếp theo cái này rất là giống với ngô đồng của chị. Tuy nhiên không biết có phải hay không. Mà về thân lá thì là xếp rất đẹp và lá nó dày nữa. Một cây này. Tiếp theo cái dáng hương mà lá tím bên kia của chị. Dòng này một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này. Năm cây này, dáng hương này, cũng trồng được chậu này. Cái ngọc thạch ba màu này cũng trồng được chậu nhỏ nhỏ chị. Cùng một dề, hai dề này, ba dề này con chị. Tiếp theo cái hòn thảo tam màu sắc ạ. Nên phần này con chị cũng về ghép được bản này, bản lụa này. Cũng phần này cũng tương đối con chị. Kích cỡ. Tiếp theo là cái Vanda con chị. Vanda thì trồng một chậu thì thoải mái lắm. Bao gồm có là một cây này, tức là cây số 2 đây anh chị, cây số 3 này, cây số 4, cây số 5 này, 5 cây này, trồng chậu thoải mái luôn ạ. Tiếp theo cái loại hoàng tàu hát mau ạ, gồm có 1 dề này, 2 dề này, 3 dề, 4 dề, cũng trồng được chậu nhỏ nhỏ anh chị. Tiếp theo cái kim điệp xuân thì cái hàng này hàng nhỏ thôi anh chị. Thì phần này có gì ghép một bản thoải mái ạ. Phần này, thì cái combo tương đối nó nhiều loại như tụi em đã giới thiệu thì tụi em bán có giá 170.000. Thì cái buổi tối hôm nay bên em cũng khá là nhiều các mặt hàng của chị. Thì cũng cảm ơn của chị đã bao chút thời gian theo dõi ạ. Em cảm ơn của chị rất nhiều ạ.